Vâng, thưa các bạn, bây giờ là 10 giờ 5 phút tối ngày thứ năm 30 tháng 3 năm 2023 tại Việt Nam. Bây giờ các bạn, bây giờ là 12 giờ 5 phút buổi trưa ngày 31 tháng 3 năm 2023. Vâng, chúc các bạn nếu chưa ăn trưa thì có một bữa ăn trưa ngon miệng, và trong lúc thưởng thức những món ăn thì nghe chương trình của KPCHN. Hy vọng rằng những cái chương trình của chúng tôi mang lại những điều thích thú cho các bạn, nhất là lúc sau này chúng tôi đã có những cái chi tiết về cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Thật sự thì cộng đồng thì cũng không có chuyện gì, không có chuyện gì lạ lùng. Thì chúng tôi đang chờ đợi đầu tiên là cái quyết định của cái Liên Ủy ban chống cộng sản và tay sai của ông Phan Kỳ Nhơn có thay đổi gì, tại vì từ hôm 25 tháng 2 đến giờ và bữa nay là 30 tháng 3, hơn một tháng mà Liên Ủy ban vẫn còn rục rịch, chưa tìm ra được một cái giải pháp nào để giải quyết vấn đề. Ngoài cái vấn đề cái bản nhận định thì cái bản nhận diện thì sau 48 năm, bây giờ ông Phan Tấn Ngư mới làm ra được một cái bản nhận diện. Tôi không hiểu, tôi nói thật nếu các bạn không muốn nói chuyện về ông Phan Tấn Ngư, tại vì tôi đã đọc và tôi đã đi guốc ở trong bụng ông Phan Tấn Ngư. Ông này là một người bưng mô cho Tạ Đức Chí từ lâu rồi. Ở trong Liên Hội thì ông nắm Hội Cảnh sát Quốc gia cũng khoảng chừng ít nhất cũng phải là 5-6 nhiệm kỳ. Sau đó ông lên làm Tổng Hội trưởng thay thế ông Trần Quan An. Thì con trai ông Trần Quan An ấy, thì cũng lại là người đi bưng bô cho nhóm Tạ Đức Chí. Và ngay cả cái mà Hội Cảnh sát Quốc gia của ông Phan Tấn Ngư bây giờ đó, thì đưa cho một người mới, thì cái ông mới này cũng là đi theo con đường của Phan Tấn Ngư và của Trần Quan An, tức là bưng bô cho nhóm Trần Thái Văn. Tôi nói thẳng luôn, tôi không ngại gì hết. Nhưng mà tôi không muốn nói cái ông Phan Tấn Ngư, là bởi vì nói thật tôi rất tội nghiệp cho bà vợ của ông Phan Tấn Ngư. Nếu mà trường hợp tôi là ông Phan Tấn Ngư thì chắc chắn tôi không có dành nhiều thời giờ sinh hoạt cộng đồng, mà tôi phải dành thời gian để lo cho vợ, cho con. Thì chắc các bạn sẽ hiểu, sẽ hỏi ông Phan Tấn Ngư rồi, cái vợ con ông bây giờ chắc lớn rồi, cái gì phải lo. Sự thật thì nó không phải như vậy các bạn. Mà bà Phan Tấn Ngư chỉ là một người rất là hiền lành, nhưng mà hình như chị đã có một lúc mà hồi mà tôi còn sinh hoạt trong Liên Hội đó, tôi đã nhìn thấy những cái dấu hiệu hơi khác thường ở chị. Khi có nhiều khi mình nói chuyện, chị cứ nhìn mình giống như một người lấy ngãng vậy. Thành ra nhiều người không biết, cứ tưởng là không quen. Chào người dùng, chào Hoàng Thành Kinh, chào bạn Lưu Nguyễn.
Thành ra tôi sẽ nói về chuyện Hoàng Duy Hùng tiếp tục sau cái phần mà bản tin tức thời sự. Bây giờ thì chị Ngưu đã đi tới một cái tình trạng hết thuốc chữa nè, tức là bệnh mất trí nhớ, gọi là Alzheimer. Thì ông Phan Tấn Ngưu ông phải lo, ông dành rất nhiều thời giờ để đi bên cạnh bà, tại vì một người mà đã mất trí nhớ luôn luôn phải có người đi kèm. Mà khi đã có bị một cái bệnh mất trí nhớ như vậy đó mà giữ ở nhà đó, thì nhiều khi ông Phan Tấn Ngưu lại còn thêm được cái bệnh nữa là bệnh nuôi người bệnh ở nhà mình. Thì nuôi người bệnh ấy, thì cái số tiền tùy theo cái loại bệnh có thể từ 950 cho tới 1.400. Thí dụ như ông đốc tổ yêu đó, ông nuôi con của ông đó. Thì con ông hồi xưa, con ông Phan Tấn, con ông của ông đốc tổ yêu đó đi băng đảng bán cần sa ma túy, thì thanh toán nhau bị bắn vào lưng, trúng ngay cái dây thần kinh cột sống và đã bị paralyze, tức là bị nghĩa là bán thân bất toàn, phải đi bằng xe lăn hoặc di chuyển. Thì ông Đốc Tài Yêu nhờ vậy mà có một số tiền, ngoài cái tiền ra của ông còn được thêm cái tiền nuôi con. Mà tại vì bệnh như vậy thành ra ông được một lãnh một số tiền rất là lớn. Cái hồi mà ông đi Việt Nam ấy, ông phải mướn một người khác thay thế ông để chăm sóc con ông. Không phải ông mướn mà nhà nước sẽ cử một người khác đi thay thế. Tại vì ông rất muốn đi Việt Nam nhiều lần mà ông đi không được. Với hai nữa là không có người bảo trợ. Cái lần thứ nhì ông tính đi đó thì ông bị cũng về cái mạng xã hội cãi nhau với lại một vị khoa trường trường đại học ở ngoài Hà Nội. Thì ông Đốc là yêu một cái bản tính cũng rất là gọi là ngang tàn. Thì sau khi ông kia hẹn để về Việt Nam sẽ tới gặp, nếu không ra được Hà Nội thì ông sẽ vào trong thành phố Hồ Chí Minh, thì anh sẽ biết tôi là ai. Tôi hãy còn giữ tất cả những cái email đó liên quan về cái chuyện hai người. Ê, ông Đốc Trời Yêu bỏ không đi, thì tôi lấy cái vé, tại vì tôi là người đứng ra mua vé. Thay vì tôi cho tôi thì tôi không làm cái chuyện để mất, để mang tiếng mà như là kiểu là giật vé của ông Đốc Yêu. Bởi vì cái vé đó là do một người ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nói thẳng ra trong cái phe mà gọi là với lại Trịnh Lê Hoài Nam, ông đại tá Trịnh Lê Hoài Nam. Ông Trịnh Lê Hoài Nam tôi nghĩ rằng cũng sắp sửa đi vào hộp rồi. Việt Vi Dân mấy ngày hôm nay cũng đánh ông Trịnh Hoài Nam đó, dữ lắm. Thì tôi đưa cái vé đó cho Nguyễn Ngọc Lập đi. Đó là lần thứ hai Nguyễn Ngọc Lập được đi Việt Nam bằng cái vé của ông Đốc Tài Yêu. Lần trước thì đi bằng cái vé của Ủy ban Người Việt do ông Nguyễn Thành Sơn. Chào anh Phạm mà Bá Lợi, lâu lắm mới được gặp anh lại.
Tôi rất hiểu anh em trong nước. Sau cái ngày mà chúng ta được thoát khỏi cái đại dịch Covid thì mọi người phải tung ra để làm bù lại những cái 3 năm Covid phá cuộc sống của chúng ta. Trở lại cái vấn đề cộng đồng đây, ông Phan Xuân Ngu năm ngoái thì con của ông, con trai ông cũng lại bị đi lạc đường, may cảnh sát đã tìm được. Tức là ông Phan Xuân Ngu bây giờ phải nuôi hai mẹ con, vợ và con trai lớn đều bị cái bệnh. Thì cái bệnh này đã có nhiều người nói, thì tôi không nói nhé, nhưng mà người ta nói trời quả báo. Bởi vì ông Phan Trấn Ngưu là một nhà thẩm vấn cảnh sát viên ở trưởng phòng tổng và cái sở cảnh sát quốc gia, thiếu tá chuyên môn thẩm vấn tù binh cộng sản. Sau 30 tháng 4 75 ông bị đi tù hình như là 8 năm, tôi không nhớ rõ nào. Sau đó đó thì ông được qua Mỹ qua chương trình HO. Thì qua Mỹ qua chương trình HO, ông không ra mặt gia nhập Đảng Việt Tân, nhưng mà những cái hoạt động của Đảng Việt Tân thì đều có ông Phan Thanh Ngưu và ông Trần Quân An. Mà nếu đã đi theo Việt Tân thì tức là phải yểm trợ tại Đức Kế. Do đó những cái việc làm của ông Phan Kỳ Nhân ở trong cái Liên ủy ban chống cộng sản và Tay Sai đó, bị dậm chân tại chỗ, bởi vì chúng đánh xuôi kèn thổi ngược. Ông Nhân muốn cái này, thế nhưng mà đó ông Ngưu lại muốn cái này. Tôi không biết cái chuyện ông Ngưu có thao túng tiền bạc ở trong cái hội Đức Thánh Trần hay không, nhưng mà tôi bảo đảm ông Hứa Trung Lập có. Và cái vụ này có liên quan đến cả ông Du Miên của đài VNA, ông Du Miên đài bây giờ là cô Phương Thanh đang làm. Theo tôi biết cái đài VNA TV đó là hồi xưa là Nguyễn Văn Chuyên là không quân, sau này thì Chuyên chuyển nhượng cho Lê Hoan. Lê Hoan mới rời cái văn phòng ở trên đường Nelson, đi qua bên cái đường New Hope. Cái đường Nelson lúc đó thì Ngô Kỷ mang cái xe van sơn cờ Việt Nam Cộng Hòa vứt ở đó. Thì sau khi mà VNA rời qua bên New Hope thì không còn ai đó hết, bỏ chúng. Thế là Mễ nó vào nó làm thịt. Tôi đoán nhé, tại vì khu đó gần những người Mễ và gần những xưởng sửa sửa xe ô tô nó làm thịt cái xe bộ máy nó lấy đi hết, chỉ còn lại cái sườn với cái màu cờ Việt Nam Cộng Hòa. Đúng, phần tấn ngủ à, dạ. Anh Phạm Bá Lợi mấy bữa nay không vào, nhưng mà tôi nói lát là tôi sẽ nói tiếp. Thông thường chương trình của tôi thì có những cái chương trình thời sự cộng đồng trước khi tôi đi vào chương trình chính. Ở trong nước không nói là tại vì Bộ Công an đâu có cho nói, thành ra không có thể nói được. Thì ngay cái chuyện mà không nói được như vậy này,
nói là Hoàng Duy Hùng về Mỹ thì cứ nói về Mỹ có gì đâu mà phải không cho loan tin, trong khi nó Sài Gòn Vi Vu và tất cả những các nơi họ đều có lên tiếng, ngay cả Hoàng Duy Hùng thì càng làm cho bà con hoang mang thêm. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện. Chào anh Quang phố cổ, lâu lắm mới được thấy Quang phố cổ, con ghé thăm tại xá. Nhân tiện đây thì nhân tiện có mặt anh Quang phố cổ cũng như có một số người mấy ngày hôm nay vào, xin lỗi lúc tôi phải tháo clê ra, tại vì các anh chị ở bên phe nhóm Lê Thái đã bỏ tôi đi, thành ra tận tắc vụ ấy nấy. Chứ nếu mà vẫn cái sinh hoạt bình thường thì tôi không không tháo clê được, tại vì có một số người dùng cái clê đó để mà phá cái kênh của tôi, thành ra tôi hơi khó chịu. Thành ra ca sĩ Lệ Hằng hỏi là có phải là Quang phố cổ thật không? Tôi đối với tôi thì bây giờ thật hay không thật nó không thành vấn đề nữa. Bởi vì cái nick Quang phố cổ giờ không có clay thì cũng giống như mọi người bình thường. Nhưng nhân tiện đây tôi cảm ơn. Trước khi có chuyện Hoàng Duy Hùng đó thì tôi khoảng chừng 2840 mấy người, nhưng mà 3 ngày hôm nay sau khi có chuyện Hoàng Duy Hùng thì cái số người đăng ký vào kênh của tôi lên tới hơn 4.000 người, hình như là 4.300 người gì đó, kinh luôn, lên quá nhanh. Chủ trương của tôi đó là không câu view, thành ra tôi cũng chẳng có quan tâm cái số view, miễn sao mình có trên 1.000 người thì ai muốn vào xem thì xem, mà không xem thì thôi. Tôi có câu view hay không thì mọi người xem đọc ở trong nó biết. Và tôi hy vọng rằng anh Quang phố cổ trong này cũng là một người nhân chứng như tôi. Tôi là một người tôn trọng sự thật và tôi luôn luôn nói sự thật, dù rằng cái sự thật của tôi làm mất lòng nhiều người, nhưng vì tôn trọng sự thật tôi phải nói sự thật. Thì cảm ơn tất cả những người đã vào trong mấy ngày hôm nay. Thứ nhất là cái số view của tôi lên cao và những số góp ý, tức là comment của các bạn cũng khá nhiều. Và mấy ngày hôm nay tôi cũng phải mỏi tay, nhất là 2 ngày hôm nay tôi phải mỏi tay, tôi xóa đi rất nhiều những cái comment của bên hoặc là Hoàng Duy Hùng làm hoặc là những người của phía Hoàng Duy Hùng. Chỉ có những người phía Hoàng Duy Hùng mới vào có những cái lời lẽ mất dạy và xuyên tạc. Vâng, vào Đỗ Hà, chào Trần Đại, chào vào Đỗ Hà. Vâng, Trần Đại có thể là anh Quang phố cổ, anh vào bên này thì anh không có lấy cái avatar. Quang phố cổ chuyện cũ bỏ qua, chính tôi cũng bị Lê Thái bem luôn. Tôi thấy rằng cái view của Lê Thái xuống rất thấp. Vâng, cảm ơn anh Quang phố cổ. Tôi vẫn bem Hoàng Duy Hùng. Có điều từ hồi tôi tách ra với lại Lê Thái, và để không bị mang tiếng rằng là tôi là người giật dây cho anh em trong nước chống Hoàng Duy Hùng, tôi đã im lặng 2 tháng này. Và thứ nhất, tôi nghĩ rằng là tôi đã làm đầy đủ bổn phận. Tất cả những cái thâm cung bí sử của Hoàng Duy Hùng tôi đã vạch trần ra hết. Cho đến khi mà cách đây 2-3 tuần, Hoàng Duy Hùng đi Campuchia, nó đi nó gặp ai, nó làm gì thì an ninh Việt Nam biết,
nhưng mà không ai nói gì hết, không kênh nào nói hết. Tôi là người đầu tiên nói, thì anh Đức Đồ Bạc bảo tôi thấy anh nói Hoàng Duy Hùng đi Campuchia để gặp ai gặp ai gặp ai, tôi cũng giật mình và đi rất là vội vàng các bạn, đi có 2 ngày về liền. Như vậy là có phải là đi du lịch không? Không, ở trong nước anh chưa đi hết thì anh có cần phải đi qua Siem Reap không? Mà Siem Reap là cái địa điểm mà Hoàng Duy Hùng hay hẹn với là cái nhóm phản động chống lại nhà nước Việt Nam. Thì anh Quang Phố Cổ thì tôi tin anh là một người đứng đắn và tôi tin anh nói là đúng. Thì tôi mặc áo cho anh để tránh cho những người khác lợi dụng. Nếu mà đúng là anh ấy, thì anh nhắn tin cho bên máy của ca sĩ Lệ Hằng, tôi sẽ mặc áo lại cho anh. Thì trở lại cái vấn đề này thì tôi thấy rằng cái nhiệm vụ tôi làm xong rồi, và tôi đã nói trong những cái live stream thỉnh thoảng tôi nhắc số phận của Hoàng Duy Hùng đã an bài sau khi nó bị Nguyễn Quang Trường quay phim nó và ông Nguyễn Thanh Trực. Thì quay phim nó và ông Nguyễn Thanh Sơn mới lòi ra được cái chuyện chính ông Nguyễn Thanh Sơn là người đã đưa nó đi từ Houston qua sân bay Cambridge ở Anh bằng máy bay của Singapore Airlines, và nó từ Cambridge đi vào Singapore và từ Singapore vào Campuchia bằng quốc tịch Cameroon. Tất cả những cái điều đó là tôi khám phá ra và anh em tự do khai thác. Thế nhưng mà anh em đã bị nhạy cảm, quá nhạy cảm luôn. Thí dụ như là người trong cuộc, người trong kẹp như thế đó. Còn bảo tôi là đừng chống Hoàng Duy Hùng nữa, rồi chửi tôi nữa. Tôi thấy là buồn cười. Chính anh Sơn Cam anh nói câu rất đúng. Tôi nói thật giờ phút này tôi vẫn quý anh Sơn Cam. Chào anh Điệp Việt 007. Thì chính anh Sơn Cam có một cái video cách đây khoảng chừng 2-3 tuần. Anh bảo anh em trong nước chống Hoàng Duy Hùng là cái chuyện bình thường. Nhưng mà tại sao bây giờ chính anh em cùng chống Hoàng Duy Hùng lại quay ra chống lẫn nhau? Thì bây giờ tôi nghe được anh Phố Cổ, Quang Phố Cổ nói. Chào Võ Quang Hào. Anh Quang Phố Cổ cho biết chính anh cũng bị Lê Thái bèm. Tôi nói thật là tôi biết tất cả lý lịch của Lê Thái, tôi biết rất là rõ. Nhưng mà có bao giờ tôi nói không? Không. Và tôi vẫn giả ngu. Như hôm qua tôi đã nói, tôi giả ngu để cho mọi người tưởng tôi là ngu, không biết gì. Tại sao lần đầu tiên Lê Thái, cả hai Hùng tôi chẳng thích thằng Hùng nào cả. Tức là Hoàng Duy Hùng và Nguyễn Phương Hùng. Nhưng lúc đó tôi không trả treo. Lê Thái bảo, kính Lê Thái nói, rất là ngạc nhiên tại sao Lê Thái bèm tôi như vậy, tôi không trả treo. Là bởi vì tôi có chủ trương. Tôi giả ngu để cho mọi người thấy rằng tôi giúp Lê Thái như thế nào thế nào. Lê Thái bị đóng kênh, tôi mở kênh cho Lê Thái. Tất cả tôi giúp đỡ. Tôi đóng một vở kịch. Hãy chào Thái Lan. Chun chun. Vâng, lúc nãy có người nói rồi. Có người nói là nick thật thì có hình. Có avatar. Có thể rằng anh ta không muốn dùng avatar bên kia mà để đi vào bên này. Có một số người ở bên anh em bên kia vẫn đi vào đây nhưng mà không có dùng avatar. Tôi biết. Tôi thỉnh thoảng buồn buồn, tôi cũng lấy thử một sau khi làm video xong tôi lấy một cái tên xong tôi check IP.
không biết vào đây làm để làm gì, mà vào là bị người ta đá ra mà không biết vào để làm gì. Thì đang nói chuyện này nhảy qua chuyện kia thì thôi, cái chuyện đó đâu mình bỏ qua. Tôi vẫn theo dõi anh em nhưng mà tôi không góp ý. Ngày hôm kia tôi vào đây góp ý với lại anh em bên Đu Càng là về vấn đề anh em bàn về Hoàng Duy Hùng mà không nắm vấn đề, thành ra tôi thành ra tôi cũng vào nghe một chút xíu, đưa vài chi tiết xong rồi tôi đi đó. Thì tôi vẫn trân trọng những người nào mặc dù không còn sinh hoạt với tôi nhưng mà không quay lưng và chửi tôi như Lê Thái, thì tôi vẫn rất rất trân trọng. Chào anh Phạm Thông. Thì cái vụ này, trở lại cái vụ ông Phan Thanh Ngô, thì bây giờ ông ở một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Ông bây giờ ông nhìn cái mặt ông mới 70 mấy, hơn tôi 1-2 tuổi, nhưng mà nhìn mặt nó có nhớ cỡ khoảng chừng 80 mấy, tóc trên đầu rụng hết không còn một sợi. Và chính mặt ông Phan Thanh Ngưu nhìn cũng có vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo luôn, tại vì có thể bị ảnh hưởng căn bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mất trí nhớ của vợ và con. Ở trong nhà tự nhiên phải nuôi em, cả vợ lẫn con đều bị cái bệnh đó, thì cái người nuôi bệnh đôi khi nó cũng có vẻ không điên cũng thành điên đó. Nhưng mà anh điên cái gì điên, nhưng mà cái máu Việt Nam Cộng Hòa thì không bỏ. Thì cái vấn đề mà cái Việt Nam Cộng Hòa đấy, thì Phan Tân Ngưu là một người cảnh sát, thành ra anh ta rất khôn ngoan, và cảnh sát thẩm vấn thành ra đã được huấn luyện rất là đặc biệt. Trong hội cảnh sát đó, tôi rất thích Sơn Nguyễn. Sơn Nguyễn anh to cao mà hay ra hội đồng thành phố Westminster nói về vấn đề tranh đấu cho cái tượng đài. Từ ngày tôi sinh hoạt, tôi biết Sơn Nguyễn, anh em không không gặp nhau nhiều, nhưng mà anh ta cao lớn, thành ra hay đứng cầm cờ trong cái toán thủ cờ của Liên hội với bộ đồ cảnh sát. Nhưng tôi thích là không khoang lác, không khoe khoang, không khoác lác, hai vợ chồng rất là dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ, không bao giờ tôi không thấy anh Sơn gây lộn với ai hết. Còn tôi đó thì gây lộn nhiều lắm. S07. À, bây giờ thì Quang Phố Cổ tôi biết là cũng bị Lê Thái bên này. Thì trở lại cái vấn đề này, thì Phan Tân Ngu luôn luôn áp lực ông Phan Kỳ Nhơn. Thứ nhất, ông Phan Kỳ Nhơn ở xa, ông ở cách đây khoảng chừng 45 dặm, tức là hơn khoảng 65 cây số. Và bây giờ ông Phan Kỳ Nhơn cái tuổi ông ngoài 80, ông lái xe đi rất là khó khăn. Đã có lần ông lái xe ban đêm về ông bị lọt rất ra ngoài freeway, nhưng mà rất may thì khi mà ông cái xe nó rớt ra ngoài đó thì nó ở cái vùng đất nó bằng phẳng chứ không phải là thung lũng, hay là thành ra xe nó không lật. Mỗi lần ông đi xuống dưới đây
thì ông đi ban ngày hoặc đi buổi chiều, chứ ông không có đi buổi tối được nữa. Nếu ông đi đêm thì ông phải ở lại ngủ lại. Thành ra mọi việc như thế này, phần thân ngu, tắc tùng tắc quái, kéo thêm một vài tay, trong đó như là Lê Quang Giật, như ông Bùi, ông gì mới cũng xưng là khóa 18 trường võ bộ binh Thủ Đức, từng viết báo cho tờ báo Người Việt. Ông họ Bùi, Bùi gì có một này. Cùng với lại ông những phe của ông Văn Trình Nhơn, nhưng Phạm Khôi thì đi mất rồi. Cái anh già Lê Quang Giật ấy, là người phản bạn, phản bội, phản bạn, từng nó làm huynh trưởng miền Phật tử miền Quảng Đức, nhưng con người của Lê Quang Giật không có đạo đức, bị tai biến mạch máu não cách đây 4 năm không chết. Bây giờ thì ngoài cái tuổi của Lê Quang Giật cũng gần đấy, khoảng gần 80, à gần 90, nhưng mà cái tật nó không đổi được. Thì đi theo bưng bô cho Phan Tân Ngô. Đây nó là tên Bùi Trọng Nghĩa, khóa 18. Tên này mới gia nhập cái hội Trần Hưng Đạo đó. Viết lách thì không giống ai hết. Lúc nào cũng vẻ ta đây. Và hắn lần lần lớn lên trong các hội sinh hoạt của Trần Hưng Đạo. Bùi Trọng Nghĩa hay cầm micro hay là điều hành công việc. Phan Tân Ngưu thay thế ông Phan Kỷ Nhơn như là một chức vụ thái thượng hoàng, thì Bùi Trọng Nghĩa là tờ lọt cho. Cái bản mà nhận định ấy là của Phan Tân Ngưu viết, nó rất là vô thưởng vô phạt, nói lên những cái điều nhận định về Ba Ba và nhóm dân cử, không có nặng như là của ông Phát Bùi. Ông Phát Bùi, chủ tịch cộng đồng Nam California, ra hạn nguyên cái bản tuyên cáo. Và theo tôi biết, phiên họp sắp sửa tới đây của Hội đồng thành phố là ngày mùng 5 tháng 4, ngày thứ tư nữa. Thì không biết các ông có dự trù có cuộc biểu tình hay không. Bữa nay thì 30, ở bên Mỹ là 30 tháng 3. Còn mấy ngày nữa mà không thấy họp. Tôi hy vọng rằng ông Phan Kỳ Nhơn cần phải phối hợp với ông Phát Bùi. Ông Phát Bùi là lãnh đạo cộng đồng. Quý vị là những thành phần giống như quân đội của cái cộng đồng này, thì quý vị phải yểm trợ cho ông Bùi Phát. Phan Tân Ngưu tính khi thấy ông Bùi Phát ra một cái bản tuyên cáo, cái vội vàng ra một cái bản nhận định. Nhận định và tuyên cáo hai cái nó khác nhau. Tuyên cáo là có nghĩa là mình lên án một người nào đó và mình muốn quyết định. Còn nhận định thì tôi nhận xét như vậy, chứ không phải là cái bản lên
lên án, bản luận nhận định nó mang một tính tiêu cực, nó không có tích cực. Nhận định là để cho Phan Tân Ngưu nói rằng cái cộng đồng à tôi không chấp nhận vấn đề ba ba và mấy vào dân cử, nhưng mà tôi nhận định chơi chơi vậy thôi chứ tôi không có quyết định. Vâng, Chun Chun cảm ơn rất nhiều. Thì thật sự rằng á, tôi được mệnh danh là cuốn tự điển của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Và tôi đã nói rất nhiều người, và rất nhiều người đã biết cái điều đó. Ông nhà văn Phan Nhật Nam, thiếu tá nhảy dù đó, ông có nói tôi, cái cộng đồng này tôi không sợ ai, tôi sợ có mỗi mình ông Nguyễn Phương Hùng. Không phải sợ là về đời chân tay gì hết, là tay tôi, hai tay tôi đều bị gãy hết, tôi đánh ai, ai đánh tôi được thì tôi đánh ai. Sợ là tại vì người ta sợ tôi biết quá nhiều, và cái máu của tôi đó, tôi không biết sợ ai hết. Tôi đã từng nói rằng không thằng nào sợ thằng này hết, mà thằng này cũng không sợ thằng nào hết. Tôi hay nói như vậy trong cộng đồng. Đó là cái điều mà thằng Hoàng Duy Hùng nó đi sai con đường, nó đánh giá sai về tôi. Lát nữa chúng tôi nói chuyện này. Bây giờ cũng gần 11 giờ. Thì tôi đi qua lướt qua một vài cái bản tin. À, Phan Nhật Nam hãy còn sống, cậu chọc đầu hết. Thì anh ta cậu chọc đầu vì chán đời, hay là anh ta cậu chọc đầu vì chemo, hay là bị bệnh ung thư gì đó. Bữa trước thì tôi nghe nói bị ung thư, thư gan gì đó, nhưng mà chưa chết. Thì bây giờ Phan Nhật Nam đang bị cộng đồng đánh. Đấy. Nghĩa là lâu lâu anh nổi, anh mà phải cứng cửa và anh phải biết nhiều chuyện như tôi đó thì anh mới thành ra cộng đồng này. Này quý vị thấy không, cái đám dân cử có đứa nào dám đụng gì không? Nó lợi dụng cái chức vụ nó làm ra nghị quyết 4953, tôi ra thẳng hội đồng thành phố tôi chỉ mặt Tạ Đức Chí, có phải mày muốn ám chỉ tao không? Mày nói đi, mày ám chỉ tao, tao thưa mày ra tòa này. Còn nói khơi khơi, bây giờ nó nói là không tiếp xúc với cộng sản, thế bây giờ nó đi tiếp xúc với ai? Việt Nam Airlines là Việt Nam Cộng Hòa, VinFast là Việt Nam Cộng Hòa. Đấy, chính nó nói tôi là cái ngăn chặn những người đi tiếp xúc với lại những, nếu mà nó, tụi nó không chống cộng, nó đi gặp David Dương, nó gặp nó, ai cũng biết David Dương có cơ sở xử lý rác ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì như vậy có phải hợp tác với cộng sản không? Thế nên ra nghị quyết 4953 là không được, đó là tiếp xúc với các viên chức cộng sản, không có liên hệ với cộng sản. Thế mà nó là người cho Ngô Thanh Vân một cái bằng trưởng lục. Nói người khác thì mình đừng có làm. Người ta không phải chống Việt Nam Airlines hay là chống Việt VinFast hay là chống ông David Dương. Mà người ta chống là các anh dùng cái chiêu bài chống cộng mấy năm này, mấy chục năm này kiêm phiếu. Mà bây giờ đó người ta, David Dương mời lên có một tiếng nói chung. Tiếng nói chung là tức là tiếng nói với lại nhà nước Việt Nam à. Thì các anh sách mặt lên như nói hết. Ngày hôm qua đó, ông Minh Giang cũng lại mang hai thằng Trần Nhật Phong và thằng Trương Quốc Huy. Trương Quốc Huy bây giờ cái view nó xuống một cách thê thảm.
Quan phố cổ bị timeout bởi Phạm Quốc Khải, lý do là quan phố cổ có nói gì không anh? Tôi nghĩ rằng Tôi không sợ là gì đến người này, không có rồi, không có rồi. Sao anh ngồi lên? tôi mở cho anh quan phố cổ. Anh là nếu mà theo nguyên tắc nhé, Thế tôi vẫn còn muốn nói như này. Nhưng tại sao phải làm thế này? Không có. Anh Phạm Quốc Khải không có đi vào trong này mà sao lại xuất hiện đây mà núp lùm? Thì như vậy Phạm Quốc Khải này là cái nick của ai? Vâng, tôi thấy ông Phạm Quốc Khải không có trong này, tại sao lại vào trong này để bem những người không có, như là quan phố cổ là người mới vào, không phải là quan phố cổ cũ hay là quan phố cổ mới, tôi không quan tâm. Miễn sao người ta đó không có những cái comment nào mà gọi là vô văn hóa hoặc mang tính như này, các bạn chờ tôi chút xíu để tôi đang tìm, tại vì ông Phạm Quốc Khải ông núp lùm ở bên dưới và ông giết người ta. Tôi bắt buộc phải tháo ông này xuống. Okay. Người mà đã giấu mặt xong rồi cái ok. Sao tôi biết không? Cái Phạm Quốc Khải là giả đấy, tôi viết không có dấu. Thì ông này đang có dấu và có clê. Quan phố cổ Tha Mau bay Phạm Quốc Khải có dấu. Okay. Vâng. Ông này cũng có dấu vâng. Vâng thì tôi đã tháo cái clê của Phạm Quốc Khải ra rồi. Tại vì Phạm Quốc Khải kia có dấu. Tôi không cãi nhau với các bạn, cái tôi là cái người làm quyền ở trong này nha. Phạm Quốc Khải tôi không biết công nghệ đâu, vâng cái chuyện anh có biết công nghệ hay không biết thì tôi không thành vấn đề,
Nhưng mà cái người mà anh thấy rằng ở trên này đó đã time out cho ông tại vì cái người đây nè, tôi cái giả đấy tôi viết không có dấu, đây Phạm Quốc Khải đây có dấu là ngoài đây chứ đâu là không có. Trần Hải, Phạm Quốc Khải chắc là cô phố Quảng không thích anh Quang phố cổ. Vâng, cảm ơn và Đỗ Hàng, tôi xin tiếp tục chương trình. Dạ. Chào Hà Dương. Vâng thì bây giờ chúng ta qua phần thằng Hùng Bon. Từ nãy giờ chúng ta mất cũng khá nhiều thì tôi trước khi qua đó thì chúng tôi xin đọc một vài cái tin. Ở Việt Nam mình thì các bạn nghe thấy rằng 2 năm vừa qua đó những cái tin tiêu cực rất rất nhiều, nhất là cái liên quan tới tham nhũng. Và trước đây tôi cũng đã nói rồi, khi mà nhà nước Việt Nam trao cái đăng kiểm cho một tư nhân đấu thầu là một cái lỗi lầm rất lớn. Đăng kiểm ở Việt Nam là một những cái cơ hội tham nhũng khắp mọi nơi. Bởi vậy bác Trọng đã phải nhìn trước một cái viễn tượng, nếu mà không diệt tham nhũng thì chế độ này sẽ bị sụp đổ. Mà đăng kiểm nó lại là một cái cơ quan tạo điều kiện cho người ta tham nhũng mà lại giao cho tư nhân nữa thì chết rồi. Và các quan to quan lớn bây giờ đó, hồi xưa đó thì không thấy, bây giờ thì sau khi bắt chọc bắt đầu đã là đốt lò thì chúng ta thấy rất nhiều người bị. Thí dụ như là ở trung tâm đăng kiểm Hưng Yên lại mới bắt thêm 2 bị can nữa. Thế rồi cái ủy ban cái thanh tra này, 15 đối tượng bị bắt ở Lai Châu. Quý vị thấy không? Kinh khủng luôn. Những người mà đi thanh tra, ban kiểm tra này đấy, mà lại là chính là những người mà mới thành lập được có 17 tháng. À 17 ngày, xin lỗi. Ngày thứ 20 đã bắt đầu lòi ra cái tội hối lộ này. Một cái tin ở nước Mỹ liên quan tới ông Donald Trump thì đã bị, tất cả đều biết rằng ông bị truy tố rồi. Nhưng mà truy tố như thế nào thì chưa ai biết, tại vì tất cả bồi thẩm đoàn á, họ bỏ phiếu thì họ đều để trong phong bì kín hết. Thì không biết là tuần tới là chắc chắn họ sẽ mở ra, thì chưa biết ông sẽ bị như thế nào. Nhưng nếu mà ông bị truy tố đó, bị tội đó, thì ông là một tổng thống đầu tiên dù là đã về hưu đã bị truy tố bởi một bồi thẩm đoàn. Thì qua cái vụ này nhớ lại ông Bill Clinton đã từng làm cái chuyện ấy với cô Monica ăn chuối, cho Monica ăn chuối ở ngay trong phòng văn phòng cái bàn bầu dục ở trong tòa Bạch Ốc thì lại không bị gì. Thì đó rõ ràng quý vị thấy rằng đấy là đảng này chơi đảng kia đó, quyền lợi nhóm chứ chẳng phải là cái đâu phải là nước Mỹ là thuần túy là trong sạch đó. Thì chúng ta chờ tuần tới thử coi là khi họ khui ra những cái đó ra thì ông Trump có bị truy tố về cái tội gì.
Ông giám đốc công ty Trung Quốc đã giết nữ kế toán viên ở Bình Dương, hiện tại đang đã bỏ trốn lên cao nguyên. Thì khi công an đã biết được như vậy thì chắc chắn là sẽ bắt được thôi. Hình như anh ta lái xe ô tô của anh ta lên trên đó, chắc tìm đường đi qua biên giới. Hai vợ chồng ông gì Hưng và bà vợ, hai người chồng thì 4 năm tù, vợ 2 năm rưỡi, tổng cộng là 6 năm rưỡi. Ngày hôm kia thì thằng Trương Văn Dũng thợ lái xe ôm bị ở tù 6 năm. Nhiều người nói là bản án nhẹ cho một người phản động. Thì tôi nghĩ rằng Trương Văn Dũng chỉ là người biểu tình bày tỏ ý và có những cái làm dấu hiệu làm xáo trộn xã hội, chứ không có nguy hiểm. Thì 6 năm này so với lại ông Nguyễn Đức Trung thì quá nhẹ với ông, quá nặng với ông Trung. Ông Trung đã bị truy tố 3 tội rồi, bây giờ đang bị tội thứ tư nữa. 3 tội của ông Trung là toàn là những cái tội mà ăn cắp công quỹ của nhà nước, làm thiệt hại cái tiền bạc, thất thoát. Mà 3 tội của ông Trung chỉ có 12 năm. Mà thằng Trương Văn Dũng nó chỉ có biểu tình thôi, nó bị 6 năm. Thì như vậy tôi thấy rằng bản án của Trương Văn Dũng là nó nặng nhất. Tôi không bênh thằng Trương Văn Dũng. Mà hồi ở Việt Nam tôi định tắt tay này. Quý vị cứ hỏi thằng Hoàng Công Cường, Dương Việt Vinh Nhân biết. Năm 2013 nó biểu tình ở chỗ Hồ Hoàn Kiếm. Tôi chỉ mặt nó, tôi đuổi nó. Tôi không ưa mấy thằng phản động, mấy thằng lợi dụng cái vụ gặp ma gặp miết gì đó xong này. Nó chỉ là cái người như vậy thôi. So sánh với Nguyễn Quang A với lại những tên Nguyễn Lân Thắng, nó nhẹ hơn nhiều. Thằng nó không có học thức, người nó bằng cái nắm tay, nó thấp lắm. Mà ông Trung thì tội nặng như vậy mà chỉ có 12 năm tù, thì nó không gì, nó 6 năm tù thì tôi cũng thấy là. Còn hai vợ chồng đòi quyền tự do dân chủ, đó là vợ chồng Nguyễn Thái Hưng và vợ Vũ Thị Kim Hoàng, hai người. À, đã bị bắt rồi à? Tôi không để ý. Bị bắt rồi nhà báo. Vâng, cảm ơn anh Võ Quang Hào. Thì tôi chỉ biết là chạy lên Đắk Lắk, mà công an đã biết chạy lên trên đó thì họ bắt cũng dễ dàng thôi. Vâng, một dược sĩ Việt Nam ở quận Cam đã thỏa thuận trả lại cho cơ quan y tế của an sinh xã hội 3.930.000 đô la cho một trường hợp gian lận Medicare. Là bà này đó, bà dược sĩ này đó, đã gửi hóa đơn vào trong an sinh xã hội về những toa thuốc bà kê khai cho bệnh nhân, lên tới một con số rất bao nhiêu thì chúng tôi không biết, không thấy nói. Nhưng mà những cảnh sát mà kinh tế đó, họ đi điều tra đó, thì họ cho biết cái phòng thuốc của bà không có đủ thuốc căn cứ theo lời, theo một cái toa bà bán đó, cái dược sĩ này đó.
và bán ra cho khách hàng. Thì trong việc phòng bá chưa có hàng hóa đầy đủ cho cái số tiền như vậy, tức là bà khai gian, tức là chỉ cho toa và gửi lên trên sở y tế lấy tiền, nhưng mà thuốc thì không có. Vâng, bây giờ chúng ta qua cái phần đúng 11 giờ ở Nam Cali. Việt Nam bây giờ các bạn bây giờ là 1 giờ đúng không? Các bạn nào chắc chắn đã ăn cơm no rồi đúng không? Ok. Thì ngày hôm nay tôi có viết một cái bài những thêu dệt quanh chuyện Hoàng Duy Hùng bị trục xuất. Tôi sẽ phân tích cái chuyện này. Lúc nãy có bạn tôi hỏi tôi là không thấy báo chí trong nước viết. À đây à, chun chun như vậy thì tôi sẽ trở lại cái bản tin đó vậy. Không biết có báo nào đăng không? Cái này tôi dịch từ báo Mỹ. Đây là ký giả Mỹ này. Một dược sĩ ở quận Cam thỏa thuận trả gần 4 triệu đô la để giải quyết các báo cáo buộc rằng cô ta đã lập cái hóa đơn gian lận cho Sở Y tế Medicare đối với các loại thuốc không bao giờ được cấp phát, theo nguồn tin của nhà chức trách. Gisele Nguyễn ở Huntington Beach đã đồng ý trả lại 3 triệu 930 ngàn đô la để giải quyết các cáo buộc, theo Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ. Nhà chức trách cho biết trong ít nhất là 5 năm, bắt đầu từ năm 2014, Nguyễn kinh doanh với tên là Natico Pharmacy ở Garden Grove đã gian lận nộp đơn yêu cầu phần D của chương trình Medicare cho các toa thuốc không bao giờ được cấp cho người thụ hưởng. Và theo các nhà chức trách cho biết hồ sơ kiểm kê cho thấy nhà thuốc đã không mua đủ số thuốc để mua tất cả các đơn thuốc đã được lập hóa đơn cho Medicare. Các chương trình chăm sóc sức khỏe của liên bang cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng cho hàng triệu người Mỹ. Phó trợ lý tổng trưởng lý Brian Whiten, người đứng đầu của bộ phận dân sự của Bộ Tư pháp cho biết, trong một thông cáo báo chí, chúng tôi sẽ quy trách nhiệm cho những ai đã tìm cách lừa đảo các chương trình này, kể cả bằng cách lập các hóa đơn giả cho hàng hóa hoặc là dịch vụ mà họ không có cung cấp. Bạn có thể báo cáo các mưu mẹo và khiếu nại về khả năng gian lận, lãng phí, lạm dụng và quản lý yếu kém cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh theo số điện thoại 800-447-8477. Thì thưa các bạn, theo luật ở bên Mỹ, một người nào tố cáo và sau khi họ điều tra ra cái số tiền, thí dụ như bà này đó, số tiền thì không biết bao nhiêu, nhưng bây giờ bà thỏa thuận trả lại cho nhà nước, tức là bộ cả Medicare đó, cái cơ quan Medicare đó, 3 triệu 930 ngàn, thì có thể rằng cái số tiền bà gian lận cao hơn nữa, 4 triệu hay là hơn nữa, nhưng mà bà đồng ý rồi, bà sẽ trả lại cái số tiền như vậy. Thông thường là khoảng chừng người Mỹ đấy, họ nhận là khoảng chừng 80%. Nhưng mà chưa kể ở tù nhé các bạn, ở tù lại chuyện khác nè. Bà chỉ thỏa, nhà nước thỏa thuận với bà đồng ý, tôi cho bạn trả lại 3 triệu 930 ngàn. Còn cái bản án tù đó, không có nghĩa là bà đóng tiền lại là bà sẽ được tha, không có như vậy. Có thể là 6 tháng, có thể 1 năm, có thể 2 năm, có thể là bị quản thúc một thời gian, cái quản chế này. Nhưng mà chắc chắn là bị tịch thu bằng hành nghề.
thì cái người nào mà tố cáo đó, thí dụ ông A ông B thì đã tố cáo bà này và người ta điều tra ra bây giờ bà đồng đồng lòng trả 3 triệu thì người đó sẽ được 10% trong số 3 triệu. Thì 10% của 3 triệu là 4 triệu đi, là 4 triệu, 10% của 4 triệu là bao nhiêu? Là 40 ngàn. Chào luật sư John Hồ. Có một số người Việt Nam có bằng cấp gian lận như vậy đó bạn, vì ở Mỹ có nhiều kẽ hở về các chương trình trợ cấp của chính phủ. Vâng, cảm ơn anh John Hồ. À, Hải Trần 400 ngàn, 10% là 400 ngàn. Vâng, cảm ơn anh. Không, nhưng mà nếu mà tôi không để cái lê thì người ta lại đi vào, người ta lại lại bem anh, lại tha mau anh nữa, là cái anh cứ để cái clay đó như vậy. Clay là mục đích không phải là bưng bô cho tôi, mà mục đích là để mà bảo vệ cho khán thính giả của tôi thôi. Đấy. Mà tôi cho anh là khán thính giả thì nhà tôi để cái clay. Tôi chẳng hãnh diện gì khi nó nói lên điều này, anh họ tôi làm như thế đó, bị bắt. Ôi trời ơi. Và tôi biết ở đây rất nhiều người. Cái Sài Gòn Pharmacy trước đây cũng vậy. Đấy. Là một trong những người ông Dược Sĩ Hải đấy. Thì ông đó đã chết lâu rồi, ông chết lâu. Chào Hoàng Trung Thước. Vâng, bây giờ thì trở lại cái vấn đề của ông Hoàng Như Hùng. Thì lúc nãy có bạn hỏi thăm về câu chuyện ông Hoàng Duy Hùng bị trục xuất, tại sao ở trong nước không nói. Cái điều rất là khó nói ở đây cho tôi đã được điện thoại từ một vị đại sứ, tôi không nói ở nước nào nhỉ. Và mới đây một người rất thân cận với lại bên Việt Nam ở bên Mỹ này đã xác nhận với tôi Hoàng Duy Hùng bị trục xuất, nhưng mà không phải là nhà nước Việt Nam. Cái thằng Thái Quốc Thọ đó của Sài Gòn Vi Vu đó, nó muốn bênh Hoàng Duy Hùng nhưng mà nó không biết cách nói, không biết cách viết, bởi vì chính nó là cái người đã làm cái video các bài viết này đó, các bạn có thể xem được ở bên tôi lấy cái link qua để các bạn. Đây là cái link ở trong, tôi cũng có để ở trong cái phần cộng đồng trong kênh KBGH NTV2 đó. Thì đây là cái link các bạn có thể vào xem cái bài, xong xem cái bài viết chi tiết. Thì ở bên Việt Nam không thông báo cái chuyện này, tôi không hiểu tại sao, nhưng mà rõ ràng đây là những hình ảnh khi mà thằng Thái Quốc Thọ này đấy, nó đội cái mũ đen mặc áo trắng này, nó làm một cái video với một cái tiêu đề là giới thiệu anh em là một chuyện, nhiệm vụ thì phải thi hành. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó với Hoàng Duy Hùng là anh em,
Nhưng mà nhiệm vụ thì không có anh em. Bắt Hoàng Duy Hùng và trục xuất. Thì nhiệm vụ phải làm thì phải làm thôi. Ông John Hồ cho biết ông anh họ gian lận Medicare và Medicaid bị chức quyền không được nhận bệnh nhân xài bảo hiểm Medicare và Medicaid. Vâng, thường thường họ có những cái luật rất là khắt khe. Thì cái video này đã nói lên một cái điểm. Anh em là một chuyện, nhiệm vụ thì phải thi hành. Có nghĩa rằng là tại sao lại phải thi hành? Nếu mà Hoàng Duy Hùng theo lời Sài Gòn Vi Vu là tự ý đi về Việt Nam vì một công việc gì đó thì đâu có phải là nhiệm vụ thì phải thi hành. Anh em là một chuyện thi hành. Quý vị thấy không? Và cái video này là cái video nó làm ngày 28 tháng 3 tại Việt Nam. Thì trở lại cái vấn đề Hoàng Duy Hùng cũng là một cái video giải thích rằng ấy, anh ta không bị trục xuất. Anh ta phải đi về Mỹ để lo một số công chuyện. Thì từ hôm qua hôm nay rằng Hoàng Duy Hùng không dám nói lúc mà ở Nhật Bản ấy, thì Hoàng Duy Hùng nói là đây mùa làm thuế, tôi phải về lo làm thuế. Không. Ở nước Mỹ họ đồng ý vì vấn đề Covid và vì vấn đề cái tiền cứu trợ, nó gọi là cái cứu trợ cái cứu trợ về Covid ấy, có phải đóng thuế hay không. Thì cho tới giờ phút này thì là được biết là bên sở thuế cho biết là không, và được gia hạn cho tới ngày 15 tháng 10 mới phải đóng thuế. Mà từ đây bây giờ là mới có tháng 3, cuối tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10. Đó. Và thằng Hoàng Duy Hùng trong năm vừa rồi đó thì nó không có đi làm, đi chơi không. Thì có gì đâu mà phải khai thuế. Thì có thể làm online, đi vào trong lấy download cái form online xuống khai thuế ở Việt Nam vẫn được như thế. Như tôi đó, tôi đi vào trong cái website sở thuế, tôi download cái rồi trả lời những câu hỏi trong đó rồi gửi lên xong. Đâu có phải làm một cái gì đâu. Nhất là khi mà ta về hưu hay nghỉ hưu là không đi làm việc nữa. Không có gì phải khai thuế khai. Còn nếu mà anh đã có những cái ví dụ như là cả lợi tức, ví dụ anh là chủ các chung cư, anh chủ các nhà cho thuê nhà cho này kia, anh có lợi tức hay anh trả tiền, anh gửi tiền cho nhà băng, anh có tiền lời, thì cuối năm họ đã báo cho anh một cái mẫu gọi là 1099 MESC MESC rồi viết tắt của chữ miscellaneous, tức là linh tinh. Thì cái đó nó gọi là cái tiền mà gọi là cái lợi tức của mình linh tinh. Thì anh mua cái cổ phần ở đâu hay cái gì anh được người ta báo cho anh hết, thì anh đâu cần phải về Mỹ để anh làm đâu. Anh về Mỹ khi nào anh có những cái dịch vụ để buôn bán và làm những cái giấy tờ này kia là cái thu nhập này kia đấy nó mới mới. Ông John Hồ, 1099 DIV hay là 1099 INT. Thì đó là những cái mà có lợi tức. Còn như tôi đó thì không có lợi tức, nó gọi là MICS, tức là lấy cái tiền mà tiền YouTube này đấy. Thì tiền YouTube á các bạn là tôi đóng thuế rồi. Anh Google anh ấy trừ thuế trước khi anh cho tôi. Đấy. Lấy trước chắc anh.
chứ không thôi là cái nếu không lấy mai mốt, ví dụ như có những người kiểu Ngô Kỷ không không thèm khai rồi nó lòi ra thì sở thuế nó sẽ phạt anh Google. Tắt web holding trước, đúng như vậy. Thế xong rồi đó thì ngày hôm sau, ngày hôm 29 ấy, thì thằng ấy làm một cái an ninh Việt Nam tiễn hay trục xuất Hoàng Duy Hùng đi. Tại sao là an ninh Việt Nam phải tiễn? Thì anh ta đã lấy một cái lý do không có thể chấp nhận được, là đấy đã cho tôi, Trịnh Quốc Thiên và những người đi vào gọi là hớ, hớ là cho rằng Hoàng Duy Hùng bị trục xuất. Khi mà tôi làm cái video tôi phân tích ra được Hoàng Duy Hùng á, đi không kịp thay một cái quần, chỉ mang được cái túi đeo lưng, mà quần đó là cái quần thể dục, quần jogging, quần để mà tập thể dục đi ngủ. An ninh vào, cái người đại sứ nói cho tôi biết an ninh tới nhà Hoàng Duy Hùng, tới nhà Hoàng Duy Hùng mời ra đi liền, mà ra phi trường, ra sân bay Tân Sơn Nhất, chưa phải là bay qua Nhật nha, còn phải bay ra Hà Nội nữa, bay ra Hà Nội làm thủ tục gì đó, và đã bị tịch thu sổ thông hành Hoàng Duy Hùng. Cái hộ chiếu Việt Nam của Hoàng Duy Hùng đã bị tịch thu nhá. Còn thằng Thái Quốc Thọ nó bảo rằng cái mấy tháng nữa, cái vài tuần nữa đi trở lại, thì đó chúng ta cứ chờ, cứ chờ đi, không sao hết. Còn mà hết hạn á, 6 tháng thì chưa, cuối tháng 4 này, 26 tháng 4 này Hoàng Duy Hùng mới hết hạn 6 tháng. Nhưng Hoàng Duy Hùng không cần phải về Mỹ để xin gia hạn. Bất cứ một công dân Mỹ nào đi ra nước ngoài và cái quốc gia đó đồng ý cho phép được gia hạn thì được quyền gia hạn ở Việt Nam, được thêm một lần gia hạn, tức là 2 lần, mà không cần phải về Mỹ để xin gia hạn. Có thể lên tới Tổng lãnh sự Thành phố Hồ Chí Minh ở đường Lê Duẩn, hoặc là ở Tòa lãnh sự Mỹ đấy, ở Láng Hạ đấy, đâu có phải bắt buộc mà phải đi về Mỹ. Thành ra cái chuyện mà bảo đi về để làm lại cái xin gia hạn cũng không đứng vững, về làm thuế cũng không đứng vững. Anh John Hồ chắc biết rằng thuế năm nay được ấy này, đúng như vậy. Chí Nguyễn nó bảo là nó diễn tuồng, các anh diễn tuồng thì cứ đứng diễn tuồng, đừng có bỏ kết luận. Xong rồi chửi là Trịnh Quốc Thiên, là rồi chửi tôi này kia đại khái, nhưng mà chửi tôi ít, chửi trong phạm, chửi những người khác nhiều. Trịnh Quốc Thiên là chạy này, Hoàng Duy Hùng phải rời Việt Nam khỏi lập tức. Nhưng mà đổi lại đó, nhà nước Việt Nam hứa với Hoàng Duy Hùng sẽ không tiết lộ bất cứ một tin tức gì. Đó là vị đại sứ đã nói với tôi, tức là không có tiết lộ lý do tại sao Hoàng Duy Hùng bị. Thì ngày hôm qua tôi đã nói lý do rồi. Lý do là Hoàng Duy Hùng mượn tiền của người ta, nói rằng về Việt Nam mua 2 cái chung cư, một cái căn hộ ở Eco Park Hà Nội và một cái căn hộ ở cái chỗ Thủ Đức, căn hộ gì tôi quên mất tên, 2 căn hộ. Hắn làm một cái video, tôi đã nói rồi, ok vậy thì chụp cái hình cái hợp đồng mua nhà đi, cho biết cái biên nhận là đã đóng bao nhiêu tiền, còn thiếu nợ lại bao nhiêu, thời gian phải trả là bao nhiêu,
chụp hình ấy, trong trong cái hợp đồng mua nhà là phải có hợp đồng. Và Hoàng Duy Hùng không đưa lên. Và cái người bên Houston đưa tiền cho Hoàng Duy Hùng mượn đã nhắc nhở. Và cái kỳ hạn 90 ngày đã qua, Hoàng Duy Hùng vẫn không chứng minh rằng là đã mua một căn hộ nào ở Việt Nam. Tức là lường gạt. Và họ đã thưa Hoàng Duy Hùng ra tòa án ở tòa Harris. Không biết anh John Hall có thể đi vào trong tòa Harris kiếm dùng tên Hoàng Duy Hùng là L. Hoàng về tội lường gạt tiền. Thì có thể rằng Hoàng Duy Hùng hứa rằng là mua nhà, và nhưng mà lại không chứng minh được hóa đơn, hoặc là có thể là mượn tiền trong vòng 90 ngày. Mà bây giờ đó Hoàng Duy Hùng đi từ hôm 31 tháng 12 đến giờ là 5 tháng rồi, thành ra họ đi thưa. Thì chúng tôi mời, tôi đã viết cái bài phân tích như thế này. Như KBCHNTV đã giải mã kịch bản của Sài Gòn Vi Vu rất là vụng về và không thuyết phục, như hắn ta đã từng xuyên tạc và bịa đặt trong quá khứ về chuyện Hoàng Duy Hùng để bơi vực. Bữa cơm kiến vào lúc 12 giờ trưa ngày 28 tháng 3 cũng là một kịch bản bất ngờ, nên ngày 27 tháng 3 2023 Sài Gòn Vô Vi đã phải thức đêm nói liên tục gần 4 giờ đồng hồ để chuẩn bị tiễn chân Hoàng Duy Hùng, hầu che mắt dư luận. Hoàng Duy Hùng bị trục xuất là không có. Với những luận điệu quả lừa, Sài Gòn Vi Vu đã chỉ thị cho các tay chân mà theo KBCHNTV, chính những người ngồi ăn cũng không hề biết đó là một kịch bản. Tức là kịch bản ấy cho biết rằng là ra cái điều Hoàng Duy Hùng biết đi sẽ được đi, được xuất cảnh về Mỹ, thành ra làm một cái bữa tiệc đưa tiễn. Thế nhưng mà nếu mà làm bữa tiệc đưa tiễn thì mình chỉ cần cầm cái điện thoại mình gọi những người nào cần gặp, thì nhóm Hoàng Duy Hùng cũng chỉ cần chừng đó người thôi, trừ Trần Văn Nam Sơn là không có mặt. Thì trong cái video đó có chiếu rồi, thì cái đó là video cũng nằm kịch bản, và những người đi trong dự đó chưa chắc đã biết là Hoàng Duy Hùng sẽ đi về sáng ngày 28, à chiều ngày 28, chiều 28 đi ra ngoài Hà Nội làm thủ tục xong một cái là bay qua bên nào? Sân bay Narita ở bên Tokyo. Những người này không biết, có thể là Ba Hy biết. Trong bữa tiệc có bay, tôi đọc tiếp. Một bữa tiệc không có dự trù nên phải lên live stream kêu gọi kiểu đóng vào một kép thông báo khẩn. Dù biết rằng sự thật được che giấu bởi Sài Gòn, thì đủ biết là sự thật được che giấu bởi Sài Gòn Vi Vu như thế nào. Bọn chúng chỉ có ngần đó tên gọi điện thoại báo đủ rồi, đâu cần phải online 4 giờ để làm quả lừa. Đấy, nó gọi đây nó làm quả lừa, và tôi, Trịnh Quốc Thiên và những người trong phạm nhân viên bị quả lừa. Đấy. Nhưng mà khi mà tôi làm á, tôi vẫn có chấm dấu hỏi đằng sau. Đó. Và cái chữ trục xuất vẫn luôn luôn có đóng và mở ngoặc kép. Đấy. Đó là kiểu làm tin của tôi để không có bị là cái là khẳng định quận Harris. Vâng, đúng rồi, John Hall. Hình như nó là ở trong đó là hình như tòa án số 121 hay 125 gì đó, tôi không nhớ rõ lắm. Tại vì tôi có một cái bản án của Hoàng Duy Hùng cũ, nhưng mà tôi cũng chưa vào cái xem. Nhưng mà đánh chữ L Hoàng sẽ ra. Một ngày hôm nay thì tôi bận quá, tôi lo một cái chuyện khác. Tôi quên kể cái câu chuyện đó, nhưng mà chắc ngày mai mình kể. Câu chuyện nó cũng có liên quan tới vấn đề rất là buồn cười. Vâng, John Hall, file tắt online được mà, nếu cần đâu cần phải về khai thuế.
Vâng, Harris County của thành phố Houston, đúng như vậy anh General. Tôi đọc tiếp. Vì bị KBCHN lật mặt kiểu đóng vào một kép, công an bắt người giống điếu cày Nguyễn Văn Hải từ nhà tù lên thẳng máy bay với một bộ quần áo trên người và một đôi dép cao su quai chảo, nên Sài Gòn vi vu đã muốn rửa mặt cho công an thành phố Hồ Chí Minh mà thôi. Một nguồn tin khác, khán thính giả với Nick Sao Vàng Đại Nguyệt ở Houston cho biết Hoàng Duy Hùng đã mượn một số tiền rất lớn để nói về Việt Nam mua nhà, nhưng chỉ làm video nói là đã ký xong hợp đồng mua căn hộ ở Thủ Đức và Eco Park Hà Nội, nhưng không có hợp đồng gửi về Houston. KBCHNTV đã yêu cầu Hoàng Duy Hùng chụp ảnh biên nhận và hợp đồng mua nhà nhưng không hề có, đến nay đã 5 tháng. Nên người cho vay nợ đã thưa Hoàng Duy Hùng tại tòa Harris, Texas về tội lường gạt và bội tín. Thì do đó tòa án đã nhờ đến FBI nói chuyện với an ninh Việt Nam. Ngày đó, tháng đó, giờ đó, ông Hoàng Duy Hùng cần phải có mặt tại tòa. Thì bên nhà nước Việt Nam đã có hợp đồng với lại Interpol, tức là cảnh sát quốc tế. An ninh Việt Nam và an ninh Hoa Kỳ đã có những trao đổi về những bên này bắt được người mà truy nã ở trong Việt Nam. Thì FBI thông báo cho bên an ninh đối ngoại của Bộ Công an biết và họ trao đổi. Thông thường đó, thì một là đã ở trong nước đi ra để dẫn độ, hai là bên Mỹ dẫn độ cái người đó về Việt Nam trao cho công an. Tùy. Thì ngược lại cũng vậy, có thể FBI bay vào Việt Nam để dẫn độ cái người mà họ muốn, nhưng mà Hoàng Duy Hùng không phải là tội phạm, đang là người bị thưa, là tức là bị đơn, đang là người bị đơn, thành ra họ chỉ cần nhắn qua bên và bên an ninh đã hứa với lại bên FBI, vâng, tôi sẽ ngay lập tức đưa ông Hoàng Duy Hùng về bên ấy. Đó là lý do tại sao ngày hôm qua trong cái video các bạn nhìn thấy ông công an ấy, cái anh công an đeo kính trắng đứng sau lưng Hoàng Duy Hùng chia cái sổ thông hành ra. Hoàng Duy Hùng đã từng thì theo lệnh của Sài Gòn vi vu Hoàng Duy Hùng tại sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản đã làm cái video nói cả cái gì, ồ cái chữ này được an ninh sân bay Tân Sơn Nhất trịnh trọng đưa tiến về Mỹ, ghê không? Trịnh trọng. Thì đưa Hoàng Duy rồi đưa ra một ví dụ, thằng Sài Gòn Vi Vu, thằng Thái Quốc Thọ nói rằng nếu mà bị trục xuất thì sao Hoàng Duy Hùng lại đưa vào cái Lotus Lounge, tức là cái chỗ nghỉ của VIP. Những khách VIP, những khách mà có những cái thẻ đi Việt Nam Airlines, thẻ Diamond hoặc là thẻ vàng, thẻ Gold nó hoặc mới được vào trong đó, thẻ bạc cũng chưa được vào nữa.
dành cho khách VIP là vì an ninh không muốn cho nhiều người nhìn thấy hình ảnh bệ rạc của Hoàng Duy Hùng, quần áo xốc xếch, đi dắt tổ ong. Một người mà đi, các bạn nhìn thấy cái hình, hình như tôi quên để cái hình ấy. Mời quý vị thấy không? Cái này là khán giả của tôi đấy, khán giả tôi chụp về cho tôi thấy, thấy tôi hôm qua tôi chiếu không rõ lắm. Anh ta mở cái video to lên, xong rồi chiếu. Mời quý vị thấy không? Đi dép tổ ong. Vâng, cái cây 2015 ở quận Harris, địa hạt 215. Vâng, cảm ơn anh John Hồ. Thì có lẽ là kỳ này cũng ở 215. Vâng, Quang Phố Cổ không kịp mang giày, nhưng mà chưa. Chưa. Còn cái này nữa, đây. Cái quần ống cao ống thấp. Tại vì cái quần này là quần jogging. Đấy. Thì nó có sợi dây cột đằng trước để mà để tập thể dục đó, chạy mình chạy rất là ngoan ngoãn. Có bao giờ các quý vị có nhìn thấy rằng là Hoàng Duy Hùng đứng khoanh tay không? Và Hoàng Duy Hùng đi cái lúc có mặc cái quần nhiều khi ngủ đó thì cái ống này nó bị, tại vì dưới này nó là thun mà, đấy thun này, xong rồi nó quấn lên trên, không biết. Cái này thì rõ hơn nữa. Ống cao, ống thấp, không kịp mang giày. Thì thằng Thái Quốc Thọ, Sài Gòn Vivu nó nói rằng đây là kịch bản của nó, cố tình chiếu để cho nó ra lệnh. Đấy. Nó ra lệnh cho cái Hoàng Duy Hùng đấy, là phải xúc xích như vậy. Có phải thì như vậy, xốc xếch như vậy là tại vì đi vào trong đó thì sẽ không phải lúc nãy tôi quên đọc một cái phần đấy nữa. Do đó khi tòa Houston ra lệnh triệu tập hầu tòa nhờ FBI liên hệ với nhà nước Việt Nam yêu cầu dẫn độ Hoàng Duy Hùng về Hoa Kỳ để thụ lý
hồ sơ kiện về gian lận và lừa gạt thì cũng sẽ cũng theo nick của Sao Vàng Đại Nguyệt thì cô em gái Hoàng Duy Hùng là Teresa Hoàng đã đóng tiền tại ngoại điều tra, tức là tiền thế chân đó, bên Mỹ nó gọi là tiền bail, cho Hoàng Duy Hùng sẽ hứa sẽ ra trình diện cảnh sát Houston. Quang Phú Cổ hôm qua người biên hải phân tích cũng rất hay về vụ này. À, anh tôi không dám kể công nhưng mà tôi đã nói cái này cách đây 3 ngày rồi, anh Quang Phú Cổ. Đây là ngày là thứ 3 tôi nói về vụ Hoàng Diêu. Tôi đã có hai cái video trước này. Và bởi vì tôi là cái video của tôi là đầu tiên nói về Hoàng Diêu. Cái phần đầu tiên á thì tôi chỉ nói rằng có thể bị trục xuất. Cái thứ hai thì tôi đã xác nhận rằng đã bị trục xuất nhưng mà chưa có những chi tiết như ngày hôm nay. Và hôm nay thì tôi có thể khẳng định 100% là đã bị trục xuất. Đấy. Thì cái mà vấn đề tôi muốn phân tích với lại thằng Sài Gòn Vi Vu ở đây đó là nó nói rằng đó là một cái kịch bản. Thì tôi hỏi kịch bản để làm cái gì? Tại sao phải làm kịch bản cho thằng Hoàng Duy Hùng phải mặc đồ xốc xếch? Còn vấn đề nó dẫn nó vào trong kia đó là tại vì lý do nó bị trục xuất, thành ra đó an ninh phải cẩn tắc vô ấy nấy, họ phải đưa nó vào trong đó. Thì khi mà cái người mà lễ tân này trong cái phòng mà VIP, này, phòng nghỉ VIP của Lotus, tức là Vietnam Airlines, này, họ hỏi cái giấy tờ Hoàng Duy Hùng, thì anh an ninh đeo kính đưa lên đưa cái hộ chiếu đó. Cái hộ chiếu của Hoàng Duy Hùng. Thì khi mà Hoàng Duy Hùng lên trên máy bay đó, cái hộ chiếu đó không được mang đi nữa. Hộ chiếu của Việt Nam đã bị tịch thu. Rồi tôi nói tiếp. Và cái chuyện mà thằng và là được an ninh sân bay, Hoàng Duy Hùng nghe lời theo thằng Sài Gòn Vi Vu đang ở Narita 2 tiếng đồng hồ trước khi lên máy bay đã làm một cái video ngắn 10 mấy giây, 17 giây rồi đó, nói rằng tôi chuẩn bị lên máy bay về lại Hoa Kỳ, tôi đã đến Nhật Bản bình an vô sự. Ai làm gì đâu mà chẳng có bình an vô sự. Bao nhiêu một ngày cả triệu triệu người đi máy bay mà nó có phải có gì đâu mà bình an vô sự. Thì tự cái câu mà tôi đã tới Nhật Bản bình an vô sự, tự nó nói lên một cái sự, nghĩa là không có cái tật sao lại giật mình. Thì rồi trong đó anh ta lại nói một cái nữa rằng là cái gì tự nhiên tôi quên mất đây, cái tôi quên mất đó. Một lát nữa tôi nhớ đấy. Nhưng quý vị thấy là một Việt kiều đi về Việt Nam và đi ra khỏi Việt Nam chỉ được một cái túi đeo lưng vào một cái túi nhựa, túi ni lông đó, màu cam hay màu đỏ, sắc mặt ít đầu, không có vali. Thì như vậy nó có phải là đi về có chủ định chưa? Hay là có chương trình chưa? Nếu mà đã có chương trình thì đâu đến nỗi phải như vậy. Thì như thằng Thái Quốc Thọ nó bảo rằng là không bị trục xuất để nó muốn tránh tiếng là ở bên nhà nước Việt Nam không trục xuất Hoàng Diêu. Bởi vì có nhiều dư luận nó nói rằng là nhà nước Việt Nam trả thù Hoàng Diêu. Đấy, bằng cách là trục xuất Hoàng Diêu, cho Hoàng Diêu về xong rồi trục xuất. Tôi khẳng định là nhà nước Việt Nam không trục xuất Hoàng Diêu, mà đây là theo yêu cầu của FBI bên Mỹ. Đó là cách mình nói, tại sao mình phải nói một cái cách vô hình chung. Thằng Thái Quốc Thọ, Sài Gòn Vi Vu đã nhục mạ ngành công an, đã tiếp tay với phản động để nói xấu nhà nước Việt Nam.
nhà nước Việt Nam mời Hoàng Như Hùng về, bây giờ trục xuất Hoàng Như Hùng, làm sỉ nhục Hoàng Như Hùng, làm mất mặt Hoàng Như Hùng, cho nó chỉ đi mặc đôi dép này kia. Thì Thái Quốc Thọ bảo rằng á, là một cái kịch bản, thì kịch bản đó là kịch bản gì? Đánh lừa tôi, đánh lừa những người hải ngoại là Hoàng Như Hùng bị trục xuất. Để làm cái gì? Có lợi gì không? Ngược lại sẽ bị mang tiếng cái ngành công an. Ngành công an bị mang tiếng. Anh mời người ta về bây giờ, anh cho người ta về. Và bây giờ anh lại tống cổ người ta đi, không cho người ta mang được một đôi giày trong người. Rõ ràng là trục xuất người ta nghĩa. Nhưng mà trục xuất không phải nhà nước Việt Nam. Trục xuất là theo yêu cầu của FBI. Nhưng mà hay là thằng Thái Quốc Thọ nó bưng bô cho thằng Hoàng Duy Hùng từ xưa nay rồi, thành ra nó cần phải bênh Hoàng Duy Hùng để cho đỡ mất mặt. Thế nhưng mà cái video đầu tiên nó làm á, anh em thì anh em, nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải thi hành. Là cái nghĩa lý gì? Tôi đọc tiếp. Năm 2020, 2021 và 2022, tức là mới đây, Hoàng Duy Hùng đã từng vào và về lại Mỹ. Sao không có hình ảnh trịnh trọng đóng vào một kép như thế này, ngoài một cái túi đeo lưng và một bịch đựng rác màu cam? Xem video cùng Kim Ngân lúc đầu, lát nữa các bạn tôi sẽ chiếu cái video đó. Thì theo tôi đó là thân thiên bất dung gian, nhân quả đã được trả ngay cái đời cha ăn mặn, chứ không chờ tới đời con vô tội mà phải trả báo. Hoàng Duy Hùng đã bị trả báo ngay tại cái thời điểm này, nó còn đang sống này. Chính cái bản chất của Hoàng Duy Hùng nó giết nó thôi. Dù ở Mỹ hay ở Việt Nam thì Hoàng Duy Hùng cũng chẳng làm cơm cháo gì. Sự nghiệp với cái tuổi 61. 61 tuổi là tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam. Xem hình ảnh của ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam thì biết. Nhất là ở bằng luật sư ở Mỹ, dù còn giá trị thì vẫn không có thể áp dụng tại Việt Nam. Và ngay cả tại Mỹ, nếu Hoàng Duy Hùng còn hiệu lực nữa thì cũng chỉ hành nghề tại Texas. Mà Texas thì không còn là cái nôi cho Hoàng Duy Hùng để lừa bịp ai được nữa. Từ năm 2015 cho tới nay đã có một cái vụ án nào của Hoàng Duy Hùng thụ lý không? Hoàn toàn không có. Dân Houston họ đã tẩy chay Hoàng Duy Hùng rồi. À vâng, anh Quang Phố Cổ, dính cái vụ lừa đảo ở bên Mỹ. Theo tôi nghĩ rằng á, cái vụ lừa đảo đó, nó không phải là vấn đề mượn tiền để về Việt Nam mua nhà, mà là cái vụ lừa đảo khác. Lừa đảo khác. Mà có thể rằng á, là cộng đồng Việt Nam á, đã kiện Hoàng Duy Hùng đòi bồi thường một số tiền là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Có thể là cái vụ đó. Chứ không phải là cái vụ mà mượn tiền để đi mang về Việt Nam mua nhà đâu. Chuyện Việt Nam mua nhà 20.000, 40.000 là cái chuyện nó nhỏ. Tôi đọc tiếp. Hình ảnh Hoàng Duy Hùng bị dẫn độ trục xuất cho thấy Hoàng Duy Hùng hết nước kiêu ngạo, phô trương, sĩ diện và lấp liếm. Ông Đức Đầu Bạc đã nói trời sinh ra Nguyễn Phương Hùng, sao còn đẻ ra hậu bối Hoàng Duy Hùng làm gì? Ông Đức Đầu Bạc nói tôi là khắc tinh của Hoàng Duy Hùng. Nhưng mà ông Đức Đầu Bạc á, là ông đi hàng hai. Ông Đức Đầu Bạc cũng bưng bô cho Hoàng Duy Hùng, bởi vì Hoàng Duy Hùng có rất nhiều cái điều bí mật về ông Đức Đầu Bạc. Khi Hoàng Duy Hùng làm văn phòng luật sư thì ông Đức Đầu Bạc là người chạy cho Hoàng Duy Hùng, nó gọi là PI, Personal Injury Agent, tức là cái người mà chuyên môn chạy cây đó. Thành Hoàng Duy Hùng trong một video nó nói là ông Đức Đầu Bạc là người chạy cây cho tôi, chạy cây
Nhiều người nghe không hiểu chữ cây này, cây đây là tiếng Mỹ là case, case, tức là chạy một cái vụ đụng xe cho Hoàng Hiếu. Thế thôi. Đức Đầu Bạc nói láo, cái văn phòng ở đó là văn phòng của ông Đức Đầu Bạc cho Hoàng Như Hùng mướn. Không phải. Tôi nói rằng đó là văn phòng của ông Huỳnh Công Ánh, Tổng Hội trưởng Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị. Thì ông Đức Đầu Bạc chỉ là người quản lý cho ông Huỳnh Công Ánh ở chỗ đó. Tức là người nào tới mướn cái văn phòng nào, mướn văn phòng thì ông Đức Đầu Bạc làm giấy tờ. Thế thôi. Và nhân tiện đó thì ông Đức Đầu Bạc đi vào làm cho thằng Hoàng Duy Hùng luôn. Hoàng Duy Hùng, ông Đức Đầu Bạc rất sợ Hoàng Duy Hùng. Quý vị nhớ rằng ông Đức Đầu Bạc đã từng nói rằng tôi sẽ giải mã cho Hoàng Duy Hùng. Giải mã Hoàng Duy Hùng. Nhưng mà có giải mã không? Đã không giải mã lại còn xin sỏ để được đi theo Hoàng Duy Hùng trong chuyến đi Trường Sa. Khoe nhắn lên là tôi phải đi theo để kèm Hoàng Duy Hùng. Vừa phải anh khinh Việt, an ninh Việt Nam phải nhờ Đức Đầu Bạc vào kèm. Kèm đâu tôi không thấy. Thấy là Hoàng Duy Hùng nó nằm trên giường. Cái chân nó đưa cho Đức Đầu Bạc đứng lên người cái bàn chân thúi rồi nó. Giờ nó còn ngủ gục nữa. Đức Đầu Bạc lấy tay khèo 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 cái chân để đánh thức cho Hoàng Duy Hùng dậy. Nó khinh ông Đức Đầu Bạc tới cái mức như vậy. Nó gọi ông qua. Tôi nói ông Đức Đầu Bạc tại sao nó gọi ông qua mà ông cũng chạy qua. Ở đâu có. Tôi vô tình tôi đi vào tôi thấy anh em ra thì tôi sắp vào tôi nói chuyện. Thì cái chuyện ông Đức Đầu Bạc vô tình hay là Đức Đầu Bạc được Hoàng Duy Hùng triệu qua phòng tôi không cần biết. Nhưng mà cái hình ảnh Đức Đầu Bạc đứng mà dưới đất khoanh tay ở cái giường mà Hoàng Duy Hùng nó nằm ở trên. Đấy. Ngửi cái đầu, ngửi cái chân trần của nó. Tôi nói là đó là cái nhục của Đức Đầu Bạc này. Thật sự Đức Đầu Bạc nói với lại Hoàng Công Cường là Hoàng Duy Hùng không bị trục xuất, trong khi nói với tôi là Hoàng Duy Hùng bị trục xuất, nhưng còn bênh Hoàng Duy Hùng, tôi bảo ông ba phải vừa vừa đấy. Và ngay trong cái Việt Vi Dân có người nói ôi ông Đức Đầu Bạc này toàn là nói chuyện ba phải, nó nghe làm chi. Visa không phải là hộ chiếu. Tôi không hiểu là cái visa của Mỹ thì thằng Hoàng Duy Hùng nó có quyền giữ nhé. Đây là visa của Việt Nam ấy. Tịch thu là tịch thu visa của Việt Nam. Tôi đọc tiếp. Mời các bạn xem cái hình các ảnh cảnh Hoàng Duy Hùng mặc quần thể dục, ống cao ống thấp và ngoan ngoãn nhờ an ninh phi trường làm thủ tục vé máy bay. Tại sao là trịnh trọng mà đến cái mức mà cái an ninh phải đi làm vé máy bay cho mình? Hoàng Duy Hùng cũng đã trịnh trọng nhờ an ninh Tân Sơn Nhất giữ dùng cái hộ chiếu theo kịch bản lừa đó của Sài Gòn Vivu. Một lý luận vô tình Sài Gòn Vivu đã nhục mạ an ninh Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã đối xử không chọn tình với Hoàng Duy Hùng lúc tiễn anh lên đường. Em về gác trọ buồn hưu, điều hưu. Tại sao an ninh Việt Nam phải dựng lên cái kịch bản để Hoàng Duy Hùng phải mặc quần áo xốc xếch là hạ danh dự Hoàng Duy Hùng để làm cái gì? Bôi bác Hoàng Duy Hùng chăng? Thưa các bạn, cái vụ lừa đảo của Mỹ đó, thì Hoàng Duy Hùng đã bị cộng đồng Việt Nam Nam Cali cộng đồng Việt Nam Houston nó thưa từ lâu rồi. Thì Hoàng Duy Hùng đã biển thủ một số tiền 300.000 đô la và đã bị 15 người đứng tên kiện trong cộng đồng Houston. Và họ đòi bồi thường cái số tiền nó lên tới 1.300.000 đô la. Cái vụ đó vẫn chưa xong, vẫn chưa xử. Thì có thể đây cũng là cái chuyện đó. Hoặc là cái chuyện mà mượn tiền ở Houston vừa rồi đó.
đi về vừa rồi để qua đây mua nhà. Tôi không biết. Lần trước Hoàng Duy Hùng nó ở bên trước khi đám cưới, trước 31 tháng 12, dẫn Kim Ngân đi Singapore. Tôi đã nói rồi, nó bần tiện đến cái mức mà vợ sắp sửa cưới dẫn đi Singapore không mua được món quà cho vợ đó, vợ tương lai của nó, là tại vì nó không có tiền. Nhưng lần này nó về, quý vị thấy là Kim Ngân bây giờ là toàn là mặc đồ thay đổi hết, khác cái quần áo ngày xưa. Quần áo ngày xưa rất là nhà quê, bây giờ quần áo toàn là áo đầm áo ấy này kia, mốt mít, đánh phấn đánh tròn này kia, trang điểm mít. Hồi xưa có như vậy không? Không, không có. Hồi gặp Hoàng Duy Hùng chưa có, sau đám cưới mới có. Hải Trần, có thể vợ Hoàng Duy Hùng biết trước nên có thời gian make up trong khi Hoàng Duy Hùng ăn mặc rồi thôi. Cái chuyện đó thì tôi cũng hơi ngạc nhiên ở chỗ đó. Và có thể là nó đàn bà này make up cũng cũng nhanh lắm. Thì trong lúc mà Hoàng Duy Hùng ấy thì họ làm make up. Make up đánh cái vèo cái xong. Hoặc là ngồi trên xe lúc ra sân bay. Thì chúng tôi mời các bạn xem cái video đầu tiên mà có liên quan đến vụ Hoàng Duy Hùng, là cái anh em là một chuyện, nhiệm vụ thì phải làm. Các bạn này nghe rõ video này. Công an đằng sau ấy, anh nghe đưa cái video này. Đây, đây chưa, quý vị thấy không? Đây. Nhìn thấy Kim Ngân khóc thấy cũng tội nghiệp. Cái video rất ngắn, chỉ nói là anh em là một chuyện nhưng nhiệm vụ thì phải thi hành. Cái video này nó dài hơn chút xíu. Có đây như này. Người trẻ em mắt là lấm la lấm lét, cái quả cười luôn. Thank you.
bay về đâu. Bay ra. Tôi không biết là thằng Sài Gòn Vi Vu nó giữ cái vai trò gì mà nó được quyền vào trong này không? Nó được vào trong này. Vào luôn cả trong cái phòng, thường thường chỉ có những người khách đi mới được vào. Thì cái này có thể là một cái ly rượu an ủi cho Hoàng Duy Hùng. Theo luật ra thì trong giờ làm việc không được uống rượu, nhưng anh công an này thì đang mở cho rượu. Thành ra thằng Sài Gòn Vi Vu nó phải làm một cái hình thật to để che mặt anh công an. Bắt đầu qua tổng hải quan đi vào trong nha, tầng Sài Gòn con Vi Vu nó cũng được không? Nó vào tới tận nơi cái phòng đợi để chuẩn bị lên máy bay để ra tàu, nó được không? Đây là nó quay lại cái cảnh đi vào trong phòng đi. Quý vị thấy có bao giờ hoàng Duy Hùng hôm nay anh ấy hiện thành rất thích phô trương, thích ra vẻ luôn luôn ra vẻ trẻ cả ta đây đi vào Yên Bái nó đặt chủ với giới thiệu đây là tổng biên tập phó tổng đây là một đồng chí chào đồng chí chào Hoàng Duy Hùng đảng viên chân chính ở ngoài đảng bây giờ đây ngoài đảng thật. Đây cái phòng VIP, cái người công an sau qua này đeo kính này là người đưa cái đấy khi hỏi này. Cái anh công an dẫn đầu Sài Gòn Vi Vu đó bạn, tất cả đều là kịch bản để đánh lừa, tất cả là cần phải đánh lừa. Tôi khẳng định là không phải nhà nước trục xuất mà đây là vì yêu cầu các vị anh ấy. Mà kỳ này nếu mà về đã dính cái tòa án này thì coi như là làm nhiều hết rồi, hết đó. Mà quý vị biết này, từ ngày mà nó lập cái kênh góc nhìn Hoàng Duy Hùng chưa bao giờ thằng Hoàng Duy Hùng này nó làm một cái video nó ra thăm bố mẹ nó chỉ thăm một bố mẹ nó một lần trước khi nó đi qua đây vào tháng 10. Đây là hình Kim Ngân đang khóc. Nếu mà đi bình thường thì tại sao phải khóc? Mà nếu bình thường thì tại sao nó không mang Kim Ngân qua bên Mỹ chơi? Đi về năm quê hương của chồng chơi 2-3 tuần. Thì rõ ràng là có một cái dấu hiệu không có tốt đẹp, thành ra Kim Ngân nó phải khóc. Và chính đàng Hoàng Duy Hùng cũng khóc. Lát nữa quý vị sẽ nhìn trên video Hoàng Duy Hùng khóc. Thì mình hồi xưa thì chưa cưới, bây giờ vẫn có quyền mang đi được. Ông Đức Đầu Bạc cãi với tôi này, tại vì nhà nước Việt Nam không cho Kim Ngân đi. Ủa? Sao lại nhà nước Việt Nam không cho đi? Luật gì mà cấm cho người dân không được đi du lịch à? Thì ông bảo, không, tôi nói là bên Mỹ không cho vào. Ở bên Mỹ lại càng không cấm nữa.
một người du khách vào nước Mỹ là phải mang cho nước Mỹ ít nhất là 5,000 đô la, thứ nhất là tiền vé máy bay, thứ thứ hai tới là phải đây là cái phòng đợi này, phòng đợi lên máy bay đây các bạn. Vâng, xin lỗi các bạn, tôi sẽ chiếu lại. Alo, mọi người còn nghe thấy không? Alo, bạn nào nghe được xin cho cái tách số 1. Vâng, cảm ơn. Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Dường, tôi đang ngồi ở sân bay Narita của thành phố Tokyo, thủ đô nước Nhật. Tôi đọc mấy tin nhắn của mấy anh em, tôi cười gần chết. Tôi chỉ ra khỏi Việt Nam được các anh em tiễn đưa tôi một cách rất là long trọng. Nào là có cả Kim Ngân được vào trong phi trường uống rượu chung để tiễn tôi. Ấy vậy mà thấy hình ảnh một vài vị công an. Cái bản tính của nó như vậy. Thì các chưa kênh ngọc, YouTube chống phá tôi, họ làm râm rời lên, họ nói tôi bị trục xuất ra khỏi Việt Nam. Ơ hay nhờ, ai trục xuất tôi? Tôi ra khỏi Việt Nam ngay là tại vì đây là chương trình của tôi về lại Mỹ. Tôi về tôi giải quyết các công việc của tôi ở Mỹ, đâu có dính líu gì đến công an Việt Nam trục xuất tôi. Sao mà cứ là cái não nó tếu thế nhỉ? Quý khán giả hãy xem một số hình ảnh mà các kênh làm rầm trời lên nha, tếu dễ sợ luôn. Ở đây là kênh của Trịnh Quốc Thiên này. Đấy. Thì đại khái như vậy là kênh của tôi à. Không có, nhưng cái này cũng không có quan trọng bằng cái những cái ở bên dưới này. Tôi đang ở phi trường Narita của Tokyo, nước Nhật và chuẩn bị bay về lại Mỹ. Đây là khung cảnh ở tại Narita. Cái này có mười mấy giây à?
Cái này là khóc nè. Và thưa quý khán thính giả, đó là hành trình của tôi gặp các anh em ăn bữa tiệc tiễn tôi về Mỹ, rồi ra phi trường gặp các vị công an cũng cùng nhau một chút xíu, rồi tiễn tôi ra để bay về nước Mỹ. Tôi đã ghé ngang qua Hà Nội và bây giờ thì đang ở Narita chuẩn bị lên trên máy bay. Ở nơi đây thì khí hậu hơi lạnh, hôm nay phải mặc áo len nữa. Vậy thì tôi sẽ hẹn gặp quý khán thính giả từ Houston, vì bây giờ tôi lên máy bay bay đi Houston, Texas. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau. Nói với thủ trưởng rằng em đã làm hoàn tất nhiệm vụ lấy vé máy bay cho Hoàng Duy Hùng xong rồi. Đã nói rồi không có khóc. Cái luật khóc thì sao không đây? Nó không có khóc. Nhưng không hiểu à, cho biết cấp của người ta. Cho mình biết cấp người ta. Không, nhau trả đi. Thấy rồi, 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 cho mình biết cấp. Ai làm gì đâu? Đây là Hoàng Duy Hùng khóc này. Không là vợ chồng thì thôi, chứ vợ chồng thì rất là thương nhau. Ngừng khóc. Tại sao mấy lần trước mày không khóc, bây giờ là khóc? Không là vợ chồng thì thôi, chứ vợ chồng thì rất là thương nhau. Thương nhau xong mày bỏ, biết châm 30 mấy năm mày lấy, biết châm 30 mấy năm mày bỏ. Không là vợ chồng thì thôi, nhưng vợ chồng là rất là thương nhau. Tại sao mày bỏ bức châm mà đi qua mày lấy con nít, lấy cháu ngoại mày? Đây là cái lời tâm sự của Hoàng Duy Hùng này. Mẹ Kim Lan qua đây tiễn tôi đi về Mỹ. Tôi đang chuẩn bị đồ để đi Mỹ đây. Thật là buồn khi về lại Mỹ, vì tôi đã bán hết tài sản ở bên Mỹ rồi. Về kỳ này là phải thuê xe rồi tìm khách sạn ở, và nhiều công việc lắm. Mẹ Kim Lan à? Mẹ Kim Lan qua đây. Mẹ Kim Lan tức là bà ngoại của Kim Ngân à? Đây Kim Ngân này. Thế giờ đây là mẹ của Kim Lan nữa. Thích nó gọi, thích mẹ, mẹ vợ nó chưa muốn gọi bằng tên không à? Chứ nó không nói mẹ vợ. Mẹ Kim Lan. Người đẹp đưa tiễn chồng đây. Thấy cái khuôn mặt nó buồn buồn. Thấy khuôn mặt nó buồn, khuôn mặt nó buồn buồn. Đưa chồng đi, cái mặt nó không có được vui. Đưa chồng đi không được. Cười ai? Cái sậy rồi, cười hết nổi rồi đúng không? Nghe thằng Sài Gòn bị chục sức đi về Mỹ rồi, thấy có một cái túi á, túi ni lông này, hai người ngồi ngồi lén lút phản lạng với tôi nghe con chuẩn bị an ninh dẫn đi, chuẩn bị an ninh dẫn đi, quý vị nghe không khóc. Bé này cũng khóc, quay lại khóc. Đòi nghe quá. Khóc đi. Khóc thì sao không đi? Đòi nghe quá, trời ơi. Trời ơi. Ôm nhau cái đi, đi qua bển dài bữa dài mà làm gì đây vậy? Em mặc mấy cái... Giờ chia tay lần cuối gượng cười, mà con tim sao không nên lời. Bình bình vừa hẻ lên chân trời, sao đành chấp nhận vẻ vàng.
Rồi. Thưa toàn thể quý vị khán giả, hôm nay là Vũ đang đứng ở sân bay, đây là để đi công việc cảnh đây, sẵn anh Hùng cũng đi về bên Mỹ. Thì thấy vậy Vivo cũng ra đưa thẳng anh đi về bên Mỹ. Thấy hai vợ chồng đang đứng. Thấy quý vị thấy không? Nếu mà đã đi trước thì nó phải biết đằng này nó là nó bảo nó nhân tiện nó đi qua đây, nó nhìn thấy hai vợ chồng đứng ở đây. Đó. Tức là vô tình nó gặp. Chứ đâu có phải là nó biết là Hoàng Duy Hùng đi đâu nhỉ? Rất là cảm động. Rất là cảm động. Hai vợ chồng nói là dù ít dù nhiều thì cũng có thời gian gần gũi bên nhau khá là nhiều. Nhưng anh về Mỹ thì anh cũng trở lại thôi. Nhưng mà sự ra đi nào nó cũng mang một chút gì đó gọi là nhớ nhung. Vì đã từng hàng ngày với nhau rồi mà bây giờ chỉ cần chia tay nhau chút xíu cũng cảm thấy rất là buồn rồi. Tại sao không dám nãy giờ khóc từ nãy giờ hoài. Nó khóc. Nó khóc từ nãy giờ mấy lần rồi. Mấy lần giờ khóc. Thế tại sao để nó khóc? Vậy không biết nó đi Mỹ để nó du lịch chứ. Tôi thấy rằng là tình yêu nó mạnh liệt như thế nào. Có đây nhưng mà con thì mấy con này cũng là cái cũng quay đi quay lại nhưng mà có một vài cái chi tiết chúng ta coi hết cái này xong rồi chúng ta chia tay được. Quý vị thấy không? Đuôi dép này, dép này, dép thổ ốc. Ngoan ngoãn đến khoanh tay, chắp tay, khoanh tay, hết khoanh tay là sẽ chắp tay. Giờ bay về đâu? Bay ra. Hả? Cái kiểu đi chán đời đâu phải là kiểu đi mà đi du lịch vui vẻ đó. Một Việt kiều từ Mỹ về Việt Nam lúc ra sân bay đi dép tổ ong quần ống cao ống thấp không được mặc cái quần tây đấy. Đã bị tôi phân tích xong cái nó bảo là đây là kịch bản đánh lừa quả lừa. Rõ ràng là cái người mà an ninh ở quy cảnh này không biết Hoàng Duy Hùng nhá. Cái người mà bắt Hoàng Duy Hùng đó dẫn tới cái cân thân thép này là khác. Còn an ninh ở quy cảng là an ninh làm việc ở đây thôi. Bắt Hoàng Duy Hùng xong tới đây giao lại cho hai anh rồi.
Thái Quốc Thọ nó cứ cầm điện thoại đi sau lưng nó quay, quay để làm gì, người ta đã đi về bình sắt để trả lại đâu có sao đâu mà mặt cứ phải quay về. Không là vợ chồng thì thôi chứ vợ chồng thì rất là thương nhau. Nên khóc tôi cũng xúc động. Mệt mấy ông này. Đã nói rồi không có khóc. Cái nó khóc thì sao không đây? Nó khóc. Mấy ông hiểu à, con mất cốc của người ta á. Trường mất cốc à. Thôi nhau cá đi, đi qua bển vài bữa về mà làm gì đây. Vài bữa về. Làm gì đâu. Đi đâu mà có vài bữa về. Mệt mấy ông này. Đã nói rồi không có khóc. Cái nó khóc thì sao không đây? Nó khóc. Mấy ông hiểu à, con biết khóc của người ta á. Thôi nhau cá đi, đi qua bển vài bữa về mà làm gì đây. Ai làm gì đâu. Vâng, thì các bạn đã chỉ quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những cái hình ảnh đó thôi, không có cái gì buồn. Thì chúng tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha.